Sao sốt của Tiến đây các bạn ơi. Mới thả được hai gió. Hôm bữa nha xuống thành ra là vỡ mất cái miệng ở chỗ này rồi, vỡ mất cái vành miệng ở chỗ này. Thì vỡ cái vành miệng này nó không hứng được gió, nó không kêu nữa các bạn ạ. Ở trên này thì vẫn còn nguyên không có sao, nhưng mà vỡ mất cái vành này. Miệng dưới này vẫn còn nguyên luôn. Đối với vành mà vỡ ở ngoài này nó chưa vỡ vào trong các bạn nhá, thì mình sẽ khắc phục được. Đấy, bây giờ Tiến sẽ khắc phục cái miệng vỡ này cho các bạn coi nhá. Chỗ này nó vỡ thì nó không được đều nên bây giờ Tiến sẽ dùng dao. Đấy, Tiến gọt cho nó bằng hết cái chỗ vỡ này đi. Ở đây là sáo xốp. Bộ này là bộ còng coi. Hôm bữa thì Tiến cũng test âm cho các bạn coi rồi. Đối với sao gỗ các bạn cũng khắc phục tương tự. Ở đây Tiến sẽ khắc phục tạm thời thôi. Ở ít bữa Tiến sẽ thay làm một bộ miệng mới luôn. Sau khi đã gọt bằng, Tiến sẽ dùng một miếng xốp khác và Tiến sẽ gắn vô đây. Để dính hai miếng xốp này lại với nhau, Tiến sẽ dùng keo silicone loại Apollo A300. Gắn xốp các bạn dùng loại keo silicone này, các bạn gắn khá là dính, khá là chắc luôn. Còn nếu mà gỗ, các bạn phải dùng loại keo gắn gỗ nhá. Rồi Tiến sẽ gắn cái miếng xốp này vô đây. Sau đó Tiến sẽ để thật là khô. Sau khi khô rồi ấy, Tiến sẽ dùng dao và Tiến sẽ cắt theo cái miệng cũ này. Đối với sao xốp này, hạ diều là phải cần phải chảy lệm các bạn ạ. Thì mới không bị bể miệng được. Nó rất là dễ vỡ miệng. Đấy, Tiến sẽ gọt theo cái miệng cũ này. Chỗ này các bạn cần phải làm thật khéo và cân đối giống như miệng cũ nha, để cái âm sáo nó chuẩn giống như cũ ấy. Đấy, lại ngon lành, đều đẹp rồi. Về chi tiết làm sáo xốp và bộ còng còi hoặc là còng hóa, Tiến có ra video ở trong kênh, các bạn có thể tham khảo nhé. Tiến sẽ để video đó ở trên góc phải của màn hình hoặc là ở cuối của video này. Rồi bây giờ Tiến sẽ dùng màu sáp để Tiến quét lên cái phần phá cái miệng này để cho nó cứng lại. Về làm sáo xốp này không khó, đảm bảo các bạn chỉ cần coi Tiến một lần làm video của Tiến, đảm bảo các bạn có thể làm được. Quan trọng là các bạn cần phải khéo tay và làm thật từ từ. Bởi vì cái miệng xốp này mình làm nó rất dễ bị phạm và nó rất dễ bị hư. Đấy, đây là màu sáp. Tiến sẽ quét đều ở phần phía vá này. Nó sẽ đều màu. Đấy, đây là sau khi Tiến đã quét xong. Đấy, chỗ này nó còn gồ ghề này xíu nữa, Tiến sẽ dùng giấy nhám ấy, Tiến sẽ đánh cho nó bề đều và nó mịn đi. Thì âm nó kêu, nó mới tròn âm được. Đấy, nếu các bạn thả diều mà sáo của bạn bị vỡ miệng ấy, các bạn có thể áp dụng cách sửa miệng sáo này của Tiến nha. Rồi, Tiến chúc các bạn làm diều và làm sáo thành công nhá. Video chi tiết về làm sáo xốp, Tiến để trên màn hình. Các bạn có thể tham khảo cách mà Tiến làm hoàn chỉnh bộ sáo còng còi này, từ đầu cho tới cuối. Có lẽ là video này Tiến xin phép kết thúc video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Tiến rất là nhiều.